Bạn mua tập thể dục nha các bạn. Đạp nhanh lên, đạp nhanh lên. Các bạn ơi, chiều bạn ngồi lấy xe ra, bạn ngồi đạp như thế này, bạn ngồi tập thể dục luôn, khỏi cần phải ra công viên. Rồi bạn ngồi đạp đi, đạp tập thể dục đi. Đang chở các bạn nè, giờ kẹt ở đây đạp tập thể dục luôn. Rồi để xe các bạn ấy vô cất đi nha. Đạp tập thể dục luôn đi con. Rồi tập thể dục nào. Wow. À anh hai nói bạn muội chạy vô nhà được không? Không. Dạ không chứ. Dạ không. Anh hai chỉ bạn muội chạy vô nhà đi, chạy vô hà chơi đi coi bạn muội. Dạ không. Dạ không. Anh hai xuống muội chạy vô nhà. Dạ không. Đây bạn muội đang tập thể dục các bạn ơi. Cố lên. Tập thể dục để có gì bạn muội? Sức mạnh để làm gì? Để lấy con dương lá phải hút sâu các sức mạnh. Để làm gì? Để làm siêu nhân. Làm siêu nhân bắt được lấy con dương phá. À, để làm siêu nhân, để có sức mạnh siêu nhiên đúng không? Siêu anh hùng nhí. Siêu anh hùng nhí ơi, tập thể dục đi siêu anh hùng nhí. Rồi ai nữa đây, ai ngồi ghế đá nữa đây, còn ai ngồi ghế đá nữa giới thiệu các bạn luôn đây. Đây đây ai? Anh hai Mão. Sinh nhân tập thể dục mà làm gì kìa. Ô anh hai chào tạm biệt đi anh hai. Chào tạm biệt các bạn. Ôi chào siêu nhân siêu anh hùng nhí nha, có sức mạnh rồi đó. Đi giải cứu thế giới đi. Đi giải cứu thế giới thôi. Yeah. Yeah. Chào siêu anh hùng nhí nha. Wow. Siêu anh hùng nhí.